À, lên thì gặp một người mặc áo vàng đi khất thực. Dạ, con chào sư cô. Sư cô mô Phật, con cũng là bên kênh thiện nguyện á, con cũng hay đi tìm hiểu để giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà khó khăn đồ á sư cô. Rồi, cô có thể vào mát nghỉ xíu, con tìm hiểu thêm cô để con coi con có cái hướng nào mà giúp đỡ cho cô để mà cô không có đi mà nó cực khổ vậy được không cô? Cái đó là tấm lòng của con. Con cũng mong cô đón nhận ạ. Dạ. Tại vì cô biết sao, hôm nay con thấy mấy anh em bạn cũng đang đi làm cái cô vô lề để xe. Dạ, con mời cô. Đi cô vô đây đi. Con rất là chân tình. Dạ. Cô không cần, cô già là cô không cần nữa. Dạ con hiểu rồi, nhưng mà cô cho con phép được nói chuyện với cô vài phút. Cô biết sao không? Tại vì hôm nay con thấy mấy anh em bạn cũng làm cái công việc việc YouTube rồi, như... Cô cũng biết rồi. Nhưng dạ. Bây giờ cô là cô đi là cô đi để cô về. Không, cô cho con hỏi thăm một xíu đi cô. Tại vì mình người tu hành á, mình có thể tiếp nhận thêm thông tin. Cô là ở trên núi không có, cô không có cái tiền tàng. Mà cô có thấy là mấy bạn là hôm nay là cũng đi quay mấy người khất thực mà dí chạy rồi, cô có thấy đâu? Rồi, đang lên một có một chủ đang lên đang bị thưa. Đúng rồi, tại vì mấy bạn không biết là cái nguyên nhân gì. Mà con đang tìm hiểu để con giúp đỡ cho các cô thêm. Thì con mong cô là thôi cô không cần. Cô có khổ gì thì con sẽ giúp cho cô. Em đang tìm hiểu để em giúp mà cô không chịu. Anh phụ em đi. Dạ. Bởi vì con cũng muốn coi nếu mà cô thật sự khó khăn thì ở chùa tu thì con sẽ giúp cho cô. Không, cô không ở chùa, cô ở núi. Cô không ở chùa nào. Nhưng mà ở núi mà mình có tu không cô? Cô từ tâm thôi. Tu ở tâm. Nhưng mà là cô đi khắc thật như vậy có đúng với lại cái quy định không cô? Dẹp rồi. Để trong những mà cô thì đi kiếm 5-3 ngàn cô ăn hàng ngày thôi. Con sẽ hỗ trợ cho cô là cô không phải đi khất thực cực khổ vậy nữa. Con hỗ trợ cho cô để cô sống nó có cuộc sống tuổi già nó tốt đẹp hơn. Nếu như mà cô không có con cháu người thân gì, cô, cái đó là tấm lòng của con. Vậy là cô thừa nhận là cô không phải là người tu hành hả cô? Cô ở núi. Nhưng mà cô có đi tu không? Cô không đi tu nào, thì cô ở trên núi. Vậy sao? Tấm lòng. Dạ. Biết rồi, nhưng mà cô ở trên núi. Dạ, em thì em cũng muốn tìm hiểu nếu mà cô thật sự già mà không có con cháu thì bên kênh từ thiện của em là Lên Thiện. Em sẽ giúp cho cô luôn có chỗ ăn cho ở để mà cô sống. Thì cô đã thừa nhận là cô không phải là cô thừa nhận là cô có phải người đi tu không cô? Nhưng mà cô đừng có mặc đồ vàng vậy nữa, nó gây rất là phản cảm cho Phật giáo. Dạ con vẫn hứa là con sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho cô mà nha. Dạ cảm ơn mấy anh. Dạ tự vì em định tìm hiểu để mà giúp mà cô không có đồng ý. Dạ. À, thật ra thì đó quý vị thấy không, Lê Thiện cũng cảm ơn mấy anh nhiều. Rất là tìm hiểu nhưng mà cô không có hợp tác. Cô cũng thừa nhận là cô ở trên núi chứ không có tu gì hết. À, để Lê Thiện cũng muốn giúp nhưng mà cô cũng không đồng ý. Đó là những gì mà Lê Thiện ghi nhận nha. Đoạn video nó cũng ngắn thôi. Nhiều người đi đường cũng rất là ủng hộ cái việc làm của Lê Thiện. Cô ơi, nếu mà cô đã thừa nhận là cô không đúng rồi thì cô đừng có đi vậy nữa, cô cất đi. Không, cô cất cái bát đi, rồi con sẽ tặng cho cô. Nếu mà con tìm hiểu, nếu mà cô thật sự là cô là người lớn tuổi, không có công ăn việc làm, rồi cô không có con cháu vậy thì con nói thiệt luôn, con sẽ giúp đỡ. Tự vì con là làm việc rất là chân tình, luôn luôn. Cô cứ đi mà cô cứ chạy vậy là nhìn nó phản cảm lắm. Mà cô ở đâu? Cô ở trên núi, ở trên Long Thành đó. Long Thành, nhưng mà núi đó là nhà cô hay là chỗ cô tu? Không phải tu được chứ. Bây giờ phan nè, cô thừa nhận là cô không phải là người tu hành. Mà ở đâu cô có bộ đồ vàng này? Bộ đồ vàng có chín rồi chứ. Bây giờ cô nói trước mặt mọi người đi là cô là người có phải tu không? Không. Vậy sao cô lại mặc đồ đi vậy? Cô đi kiếm ba cái đồng ăn rồi thôi. Thì con giúp cho cô, bây giờ cô bây giờ trước tiên nè, con bằng cái tấm lòng của con, tất cả mọi người đều thấy hết rồi. Con rất là quý những người già. Con biết là cô đôi khi cũng có vì cái cuộc sống cô phải làm như vậy để cô xin nhai thôi. Nhưng mà nó không đúng. Thì con hứa là con sẽ giúp cho cô bây giờ. Trước tiên cô nghe lời con, cô cất cái bộ đồ này ra đi. Rồi con sẽ tặng cho cô một số tiền là 500 ngàn để cô đi về, cô có cuộc sống mới. Con tìm hiểu thêm. Dạ. Nhưng mà cô có bộ đồ thường ở đây không? Cô thay luôn đi. Chứ mặc như vậy thì thấy nó kỳ quá. Cô lên xe cô về luôn. Thôi cô cởi bộ đồ vàng ra đi cô. Cái đó con nói thiệt. Thôi đã làm chi. Cô còn có bộ đồ ở trong mà. Dạ cô quay ra đi. Cô quay lại. Cô cởi đi. Dạ. Nha cô đừng có mặc nữa.
nhìn nó phản cảm lắm. Cô thấy biết không, mấy ngày nay mấy anh em cũng đang... Tôi có một chú đang còn bị thưa đó. Dạ thì con hiểu rồi. Bị thưa đang kéo đi tù. Nhưng mà cô thấy con hôm nay con làm cô vậy là con làm đúng hay con làm sai? Tôi làm đúng nhưng mà thôi, khỏi dạ. Cô về đó. Cô cởi ra đi, con sẽ tặng cô 500 ngàn liền. Ơi, dạ, nghe lời con đi cô. Dạ, không phải, tự vì mặc đồ mà giả nó không có đúng vậy nè. Tội nghiệp các nhà sư chân chính lắm cô nha. Rồi, con thương cô quá à. Nhưng mà cô, trời ơi, cô có thừa nhận là cô như vậy là nó không đúng không? Sao cô lại la con? Có nghĩa là cô không đi tu đúng người nhưng mà cô lại là mặc cái đồ mà của nhà sư như vậy, con thấy rất là phản cảm nha cô. Rồi bây giờ cô không còn mặc đồ tu hành nữa, con hỏi thăm một xíu về hoàn cảnh để con tặng cho cô một số tiền nè. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Cô 75 tuổi rồi. Cô quê ở đâu? Cô quê ở miền ngoài. Miền ngoài là miền nào vậy thưa cô? Cô ở Huế. Rồi cô có con cháu gì không? Mà cô chưa từng ngày nào đi tu đúng không cô? Chưa, cô ở trên núi mà, cô có ở chòi ở trên núi mà. Cái chòi đó là cái nhà thôi hay là cái... chòi á. Ờ, rồi cô ở với ai? Ở mình ạ. Rồi cô đi bằng cái gì xuống đây? Cô đi xe. Sao cô, rồi cô đi làm cái việc này lâu chưa? Cô mới xuống hả? Cô bệnh quá là có đi đây chứ có gì đâu. Cô có cái sổ khám bệnh gì không? Con sẽ húp giúp cho cô. Cô đứng đi, con đang tặng tiền cho cô đây. Rồi đây. Cô cho con hỏi lại bây giờ, nếu hôm nay gặp con vậy cô có đi làm vậy nữa không? Không. Cô mua cái bộ đồ vàng này ở đâu vậy? Cô xin cho cô không mua ở đâu vậy? Rồi cái bác ở đâu? Ở trên đó luôn. Đây nè, con tặng cho cô 500. Cô gắng là giữ gìn sức khỏe. Cô đừng có đi như vậy nữa nha. Cô thương con. Để mấy anh em rồi người ta cứ thấy mấy người đi gì hoài cái làm con thấy con khóc xa quá. Cô có vài lời cho con vui đi, cho mọi người biết là cái công việc này làm của con là vô cùng ý nghĩa đi cô. Vô cùng ý nghĩa thì cô cũng cảm ơn con. Thì cho cô số tiền như cô cảm ơn con nhiều. Dạ cô đứng cô nói chuyện với con đi. Dạ. Để cho cô về được rồi. Để cô về con đón cô xem. Ngày mốt cô đừng có đi nhầy nữa nha cô. Cô về cô trao lại cái bộ đồ vàng này cho các chùa đi. Rồi bây giờ nếu mốt con muốn gặp cô nữa, con giúp cô, con tìm hiểu thật sâu xa, giúp sâu hơn nữa thì con làm cách nào? Nếu mà con thật sự tấm lòng của con á. Con ở hả? Con ở xuống núi ở dưới Long Thành á, đó, xuống dưới đó. Xuống đó đó gặp cô. Cô chỉ con vậy, con bó tay luôn, con không đường nào con biết được. Nếu mà cô nghĩ là con đang là ba Long Hải đó, là xuống đó là có cái núi ở trên chúng tôi đó đó. Nhưng mà có chúng tôi nhưng mà có đứa cô đỡ đỡ mà có một cái chòi. Cái chòi cô có thờ Phật gì không? Có thơ của mẹ đâu cả đầy đủ hết. Rồi cô cái ý nguyện gì muốn con muốn giúp đỡ cho cô cái gì cô nói đi rồi con mới tìm hiểu tới. Con thật sự con sẽ giúp. Tự vì con là làm việc rất là chân thành, người già, người lớn tuổi, trẻ em là trong cái những cái đối tượng mà con sẽ giúp á cô. Cô nói thật lòng cô đi, cô đang cần gì thì con giúp cho cô. Cần nữa thôi cô như thằng sáng. Bây giờ ví dụ như hôm nay cô không đi vậy nữa thì cô lấy gì cô sống? Vô về cô về núi về chỗ cái chòi đó để hằng ngày hồ cho tự hiểu cho. Thì bây giờ con sẽ là người tặng cho cô nè, con tìm hiểu. Rồi. Thì cô cứ nói thiệt đi thì con sẽ tới. Cô đó tự đó đó. Cô có chồng con không? Không có ai, hiểu hết còn mình có. Rồi cô đọc số điện thoại cô đi con cô đến. Phương, có điện thoại. Thấy không? Con muốn giúp cô mà cô không chịu nghe con. Con muốn gặp cô nữa để con giúp. Cô nói là cô bệnh gì? Cô bị bệnh khớp, bị xương sống à. Rồi Lan Thiện cũng quá là muốn giúp cô mà cô cứ từ chối. Chối gì đâu, có tuần đó, chối gì đâu. Con còn muốn giúp vô nhiều nữa, con tìm đến luôn. Để chi? Để cô không bao giờ mà phải đi dùng cái này để đi khắc thực nữa. Đó là mong muốn duy nhất của con. Thật sự, làm cái gì con cũng muốn làm cho nó được tận gốc. Con nói nhiều đã được đó. Cô nghe được nhiều rồi đã được thôi. Cô cảm ơn con nhiều. Dạ thôi vậy thì con cũng xin chào cô nha. Nhắc cô đừng có đi khắc thực nữa nha cô. Dạ. Con chào cô ạ. Đưa Lan Thiện đã làm được một công việc. Cô chào con đi cô. Dạ. Rất là ý nghĩa. Cũng mong mọi người ủng hộ cho kênh của Lan Thiện. Lan Thiện đã làm rõ và cô không phải là người tu hành. Cô đã thừa nhận. Đến đây thì Lan Thiện xin tạm dừng video này nha mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nếu mọi người thấy được cái hành động làm của Lan Thiện là ý nghĩa, xin hãy đăng ký kênh của Lan Thiện để Lan Thiện tiến tới 1 triệu lượt đăng ký trong năm 2020 này. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào ạ.